Rồi chào các bác ngang, bạn ngang thì hôm nay mà hôm qua đặt lợp được con cá đẹp lắm. Đó, con cá để nằm trong lỗ đó, đó, đó các bạn thấy đó, đó, lên coi, lên coi. Trời ơi, karaoke nó hát nữa rồi. Đó, nó đẹp chưa? Đó. Nó mọc ú luôn đó. Đó thì cá này thì có mình nó chỉ bông bông bông. Sớm đi hát karaoke, bỏ lên cái rổ và bỏ lên cái thao. Bưng ra đây cho nó mát để tra tấn nữa. Nó đang lội. Thì bình thường nó như thế này nè, thì năm nay gặp lại con cá này nữa rồi đó, cái mỏ nó thì như thế đó, thì da nó trên thì nó rất là láng, nó rất là mịn, phía bụng nó càng mịn hơn nữa, thì phía sau nó có cái đuôi, cái đuôi nó như con cá bình thường thôi, nhưng con cá này quá mập. Đó, nó quá mập luôn. Thì xong thì chắc là thả lại dưới sông quá. Đó. Đó thấy chưa? Thì bên đây vẫn có cái vây bình thường nha, nhưng mà loại con cá khác. Nó con mắt nó thì hơi lồi ra chút xíu. Cái miệng nó thì rất là bén, nó đó. Nếu quay ngược lại phía sau thì nó nhìn thấy thế này nè. Cái vây nó thì nằm phía sau chút xíu. Còn thả dưới nước thì loại hai cái vây đó. Đó các bạn thấy không? Con mắt thì màu đỏ nha, nó nếu mà nhìn kỹ là con mắt sẽ màu đỏ, thả dưới nước sẽ thấy màu đỏ. Cái miệng nó rất là bén, bữa hổm đút lá cây vô là bắt đầu nó cắn luôn á. Thì bây giờ sẽ tiến hành bóp nó thử nha, chứ bóp như thế này nè, đó là nó vô nha. Đó. Nó xẹp thế rồi. Nhưng bóp nó thôi là nó dặn nó tự về á, nó phùng nó lên. Nó xẹp xuống rồi đó. Cá nó xẹp xuống rồi đó. Đó, cá như thế này. Đó, thả xuống dưới giấy bắt đầu nó phục nó trở lại vị trí ban đầu à. Nè. Đó. Chút xíu là nó xẹp xuống à. Đợi xíu các bạn, đợi xíu là nó xẹp xuống. Đó thấy chưa, bắt đầu nó lội nè. Đó thấy chưa, nó lội bình thường xuống. Đó cái nó phùng lên chứ là nó tự vệ thôi các bạn. Thì màu da nó thì có hơi màu vàng vàng. Nó giống như người ta hay gọi là con cá da bẹo á, con cá da beo á. Rất là đẹp. Nuôi nó không? Ngoài có ai nuôi nó không các bạn? Thì có thể là mình thả dưới sông lại nha. Dưới đây thì nhiều lắm. Có thể mình thả nó dưới sông lại. Nó đói rồi. Qua này có gì đâu ăn. Tại vì mình nhốt ở trong cái lu á. Thì giờ mình thả dưới sông nha. Các bạn có ai muốn nuôi thì chắc mai mốt mình có con khác thì mình cho nha. Mốt chú bán 10.000 con quá, đem cho người ta nuôi quá. Ốm hả, nuôi nuôi mấy con các bạn. Nó ốm bè luôn, nó ốm bè cái mình này nè, nó ốm bè luôn. Răng nó thấy không? Ừ.
Nó có một cái răng thôi. Giờ đây là con mắt nó màu đỏ. Bóp nó là bóp nó là nó phùng lên càng cứng luôn như trái banh vậy. Nó cứng căng luôn. Cứng căng cá luôn đó. Chưa. Thì muốn phụng lên thì gai không à, mình mày sẽ có gai. Cái bụng nó cũng có gai rất là nhiều. Gai không. Nó tròn quay à. Nên nó dạng tự vệ với con cá kia. Dưới đây có một đường chỉ máu nè. Cái đường chỉ máu của nó sẽ nuôi tới đây. Tới cái bụng ở đây, tới dòng phía sau luôn. Đây da của nó đây. Nhớ của nó. Lúc nó phụng lên đó các bạn. Nó phụng lên thì cái gai của nó rất là phụng ra nè. Cái gai của nó nè, nó cứng. Còn cái bụng của nó thì cũng có gai luôn. Như trái banh vậy á. Đây cái miệng nó như có banh một chiều á. Nếu các bạn bỏ dưới nước thì nó sẽ phùng trở ra hả? Đã chưa? Cá như trái banh vậy á. Thì cái đuôi nó vẫn bình thường, cái đuôi nó không có phù được. Bắt đầu từ phía sau nè, phía sau trái gì trước này nè. Đó, phía sau có cái hậu môn nè, lỗ ỉa của nó nè. Giờ mình thả xuống cái các bạn, thả xuống cái nữa cho nó phụng ra rồi bắt đầu mình thả dưới sông quá, thả cho nó về sông quá. Thấy cũng tội nghiệp. Lúc nó phù lên á, con mắt nó cũng bự lên nè. Con mắt cũng bự lên theo, nó lồi lên theo luôn, tại nó phụng ra mà. Thì cái này hai cái lỗ mũi của nó. Đây là hai cái lỗ mũi hai bên nè. Còn đây là cái miệng của nó. Còn đây là con mắt. Đây là cái vây của nó. Nè. Vây của nó đây như là bị thương hay nè. Đổi màu đỏ rồi. Nè cái đuôi. Rồi mình cho nó xẹp xuống cái là mình thả gì xong nha. Nó tưng luôn á. Đợi xíu đi. Đợi xíu đi. Nó đầu nó trả gì... không à, trả gì không, trả gì zero á. Các bạn có thể mình đem dưới sông mình thả luôn các bạn. Thả dưới sông luôn. Đây. Đợi nó bự ra biết nó nhỏ là biết khi nào xong. Mình sẽ thả dưới sông luôn. Đây. Đợi cho nó xẹp đây nha. Xẹp lâu quá, chút xíu nó cũng xẹp lại hà. Ra đây rất là đẹp, ra đây nhìn rất cá rất là đẹp luôn. Rất là tròn, cũng tròn quay luôn. Giờ mình thả nó nha. Đợi xíu, đợi nó đợi xíu là nó ra. Đợi tí đi. Thế mình thả thì xong rồi các bạn. Lô. Cái xíu là nó xẹp gì không. Bạn đợi tí nữa đi. Tức là nó xẹp, là xẹp nhanh lắm, nó phun ra một cái là nó xẹp liền hả? Nó sắp xẹp rồi đó. Lâu quá. Xíu à, xíu là nó xẹp à, nó mệt là nó xẹp.
nó sắp xẹp, sắp xẹp đó, thầy xì hơi đó, xì hơi đó. Nó xì hơi đó. Cái vành một chiều sắp mở rồi. Trời nó chưa đi nữa. Nó lộ rồi. Nãy giờ nó dụ, trời ơi, nó đi rồi các bạn, thôi vô các bạn ơi. Thì nó ra ngoài sông đây rồi. Đây là cái rạch, cái ruộng các bạn, cái ruộng thì mùa nó ngập nè. Ngập lên láng nè, đó thấy chưa. Nó ra đây nó sống rồi. Rồi thôi mình đi vô.